Vâng, với chiến thắng 3 nháy nô tô 09 và con đề đặc biệt 64 thì ngày hôm nay tôi đã đưa tất cả anh chị em chúng ta về bảo một cách an toàn rồi phải không ạ? À? Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta làm số đó chính là 67364 với tâm càng chạm 3 đầu chạm 6 đuôi chạm 4 Xin chúc mừng với tất cả anh chị em đã chiến thắng con ba càng đề 364 và con đề 64 Con đề 64 này nằm ở trong cái được cầu đó chính là được cầu tổng đề chẵn phải không ạ? Và đây đó chính là ở trên được cầu kín Zalo mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là con lô tô 09 thì anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây ba nháy lô tô. Nháy đầu tiên nằm ở giải 2.1, nháy thứ hai nằm ở giải 5.5, nháy thứ ba nằm ở giải 5.6. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ của chúng ta phải không ạ? Và tiếp theo tôi có chốt cho anh chị em chơi đó chính là con đề đặc biệt 64 thì với giải đặc biệt của ngày hôm nay anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề 64 rồi phải không ạ phải nói đến là một ngày rất là rực rỡ và tiếp theo đó chính là ở trên được cầu kín telegram thì cũng rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây ba nháy nô tô 09 chín vải con đề đặc biệt 64 thì rất là nhiều anh chị em chúng ta đã phấn khởi rồi phải không ạ và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào mấy cả kênh của tôi đó chính là kênh minh phúc 89 anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy xin bấm vào nút đăng ký kênh để làm gì ạ để đảm bảo quyền của anh chị em đang xem và những người đang đăng ký kênh ở đây khi mà tôi đưa ra những video để phân tích về những các được cầu thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận video đó còn ai muốn được chơi những các cái con lô tô số lộ số hàng từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 hoàn toàn là phí sau tôi sẽ giúp đỡ anh chị em chúng ta có vốn để làm ăn và có vốn để gỡ lại từ đầu anh chị em nhé và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên được cầu video với được cầu đầu tiên đó chính là được cầu bạch thủ lô tôi Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 để cho anh chị em chúng ta cùng nhau kiểm chứng. Và với con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây, đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 2. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nghìn nằm ở giải 2.1 chúng ta được đó chính là con số 6. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng đơn vị nằm ở giải 2.2 chúng ta được đó chính là con số 0. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu đỏ tôi có đánh dấu ở đây đó chính là được cầu số 1 tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu thứ hai được cầu màu xanh tôi vẫn tiếp tục lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải nhất chúng ta được đó chính là con số 2 tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng trăm nằm ở giải 4.1 chúng ta được đó chính là con số 4 cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số hàng chục nằm ở giải 4.4 chúng ta được đó chính là con số 0 và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái được cầu đó chính là được cầu màu xanh phải không ạ và tôi có đánh dấu ở đây đó chính là được cầu số 2 và cả hai được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì tôi sẽ đi tìm cái con bạch thủ lô để chơi cho cái ngày mùng 2 tháng 4 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của ấy được cầu màu đỏ được cầu số 1. Tôi có 2 cộng 6 cộng với 0 thì bằng 8. Tiếp theo tôi đi cộng tổng của ấy được cầu thứ hai được cầu màu xanh. Tôi có 2 cộng 4 cộng với 0 thì bằng 6. Như vậy là bạch thủ lô 86 để chơi cho ngày mùng 2 tháng 4. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 2 tháng 4. Vậy con ô tô 86 anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là ở à, giải 7.2 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mùng 3 tháng 4 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô bạch thủ lô ở đây tôi có 3 cộng với 2 cộng với 5 bằng 10 tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 0 tiếp theo tôi có 3 cộng 0 cộng với 6 thì bằng 9 như vậy là bạch thủ lô không 9 để chơi cho ngày mùng 3 tháng 4 trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày mùng 3 tháng 4 chúng ta đã có chiến thắng 3 nhí nô tô 09 nháy đầu tiên nằm ở giải 2.1 nháy thứ hai nằm ở giải 5.5 nháy thứ ba nằm ở giải 5.6 xin chúc mừng với tất cả anh chị em và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô tôi có 5 cộng 4 cộng với 1 thì bằng 10 tôi sẽ lấy con số đơn vị đó chính là con số 0 tôi có 5 cộng 1 cộng với 1 thì bằng 7 như vậy là ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô 07 Xong thủ lô thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Đó chính là con lô tô 16 và 61 anh chị em nhá Như vậy là ở được cầu bạch thủ và xong thủ Thì tôi đã đưa ra nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai Anh chị em nào trụ cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi Không trụ cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo Và để tiếp theo thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở được cầu lô tô rơi Và đường cầu lô tô kép Với được cầu lô tô rơi thì ngày hôm nay anh Đồng đã giả về cho chúng ta ba nhảy lô tô 09 Quá là tuyệt vời rồi phải không ạ? Thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi, đó chính là con lô tô rơi 17. Lô tô rơi 17 này ở à, được cầu gần đây nhất Anh Đồng đã giả về cho chúng ta 3 ngày liên tiếp Nên là ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi Tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa Con lô tô rơi nữa mà tôi muốn anh chị em chúng ta chơi cho tôi ở ngày mai Chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô rơi 79 anh chị em nhé Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái biên độ con lô tô 79 này Rất là đẹp và rất là uy tín rồi phải không ạ Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu lô tô kép Ở à, được cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô kép không không con lô tô kép không không đang có biên độ đó chính là 5 ngày chưa ra ngày mai chúng ta sẽ chơi cho tôi và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa đó chính là cái con lô tô kép mà đẹp nhất để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai thì chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là có lô tô kép 11 anh chị em nhá. Có lô tô kép 11 thì ngày hôm nay có ở đây rồi nhưng mà ở được cầu gần đây nhất anh đồng đã giả về cho chúng ta 3 ngày liên tiếp nên là ngày mai thì chúng ta vẫn chơi được. Và tiếp theo đó chính là ở được cầu xuyên quay, chúng ta có 17 79 00 và 11. Như vậy là tất cả những các được cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào phân tích đó chính là ở trên được cầu đề ở à, trên được cầu đè này thì tôi sẽ phân tích duy nhất đó chính là ở được cầu dàn đề và ở được cầu dàn đề này thì tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê đặc biệt theo tuần này anh chị em nhá bảng thống kê đặc biệt theo tuần và với đường cầu đầu tiên thì tôi sẽ lấy đó chính là cái đường cầu để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng thì tôi sẽ lấy từ ngày mùng 1 tháng 4 cho đến cái ngày đó chính là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 và ở được cầu tiếp theo thì tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày bao nhiêu tôi sẽ lấy từ ngày 13 tháng 3 cho đến cái ngày đó chính là ngày 16 tháng 3 và ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là hai cái con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng chục và con số hàng đơn vị như vậy là ở à, được cầu thứ hai được cầu màu xanh này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi phải không ạ và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả được cầu tiếp theo đó chính là được cầu màu hồng ở à, được cầu màu hồng này thì tôi sẽ lấy từ ngày 26 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 29 tháng 2 ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là ba con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm con số hàng chục và con số hàng đơn vị như vậy là Tất cả những các được cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng ngày đầu tiên, đó chính là ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024. Ở đây thì tôi sẽ có đó chính là tôi lấy từ ngày 26 tháng 2 để đi gam với cả ngày 13 tháng 3. Chúng ta có đề năm 2225, có đề 5335 và 5445. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 3223, 33 và 88 và chúng ta có đó chính là 3443. Như vậy là ở cái được cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhãn để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng ngày mùng 1 tháng 4 và ngày mùng 1 tháng 4 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề đặc biệt 52 c chúc mừng với tất cả anh chị em như vậy chúng ta đã có chiến thắng của ngày mùng 1 tháng 4 rồi và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mùng 2 tháng 4 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là ngày 27 tháng 2 để đi ghép với cả ngày 14 tháng 3 ở đây thì chúng ta có đề đó chính là 6226 6006 6996 Tiếp theo chúng ta có 9229 9009 và chúng ta có đó chính là 99 và 44 phải không ạ? Như vậy là ở được cầu dàn đài Lai, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta kiểm chứng cái ngày mùng 2 tháng 4. À, ngày mùng 2 tháng 4 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây. Đó chính là con đề đặc biệt 70 con đề đặc biệt 09. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em chúng ta đã có chiến thắng hai ngày liên tiếp rồi phải không ạ? Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ngày mùng 3 tháng 4. Tôi sẽ lấy từ ngày đó chính là ngày 28 tháng 2 để đi gấp với cả ngày 15 tháng 3 thì ở đây chúng ta có đó chính là con đề 3663, 3443, 3553. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 4664, 44 và 99 và 4554. Như vậy là ở cái được cầu dàn này tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 3 tháng 4. À, ngày mùng 3 tháng 4 thì với giải đặc biệt anh đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 64. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 phải không? ạ? À, thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày. Ở đây tôi có ngày 29 tháng 2 để đi gặp với cả ngày 16 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có 66 và 11. Tiếp theo đó chính là 6446 và 6886. Ở đây chúng ta có đó chính là 7667 7447 và 7887. Như vậy là ở à, cái được cầu dàn delay, like, tôi đã đưa ra phân tích cũng nhà nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai rồi phải không ạ? Anh chị em nào trung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không trung cầu không kết số chúng ta lê dừng lại ở mức độ tham khảo. Còn ai muốn được chơi to chơi lớn tỷ lệ chắc chắn thắng thì hãy nhanh tay liên hệ theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số an toàn nhất chơi cho ngày mai anh chị em nhá. Và đây thì tôi sẽ nhấn mạnh ngày mai anh chị em chúng ta sẽ nên chơi cho Tôi thêm đó chính là bộ đề 23 anh chị em nhá.